học ở trường lớp đó, nếu lỡ mà rớt một học phần nào, các bạn chỉ cần phấn đấu thi lại học phần đó trong mùa học kế tiếp, hoặc nhiều nhất là quản lại 1 năm 2 năm. Nhưng học ở trường đời đó, thất bại một cái đó, đôi lúc các bạn phải mất đến vài chục năm mới gây dựng lại cơ nghiệp. Nói khái luật như thế để chúng ta thấy là phạm vi học ở trường lớp dầu rất khó nhưng đơn giản hơn rất nhiều so với học ở trường đại. Có nhiều bạn tốt nghiệp ở trường lớp rất giỏi, thành tích cao, nhưng lại không thành công trong việc lập nghiệp ở trường đại. Tuy nhiên, về các nỗ lực đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là việc học ở trường lớp có hệ thống và bài bản sẽ giúp cho các bạn có nền tảng để thăng tiến ở trong xã hội nhiều hơn.